Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp tục lên giới thiệu đến các bác một số sản phẩm loa rời tháo thùng. Trong đó có loa check dom của hãng Onkyo, cặp loa chung của hãng Kenwood, cặp loa chung của hãng Sansui, cặp loa check màu vàng. Đây là cặp loa bass 13 của hãng JVC, loa bass 20 của hãng Sansui và cặp loa bass 25 của hãng Kenwood. Đây là hai chiếc loa surround và center của hãng Sony. Tất cả là có 10 món các bác nhé. Em sẽ tiến hành test nhanh. Bác nào quan tâm mình có thể xem hết video để biết rõ tình trạng và giá bán cho từng cặp loa. Và cặp đầu tiên, cặp số 1 đó là cặp loa check giấy của hãng Kenwood. Thông số phía sau của loa, loa giạc ban từ kép. Đó, cái màng này thì em mới lau, nhìn nó hơi xấu một chút, tuy nhiên là không rách các bác nhé. Loa tháo thùng ra, kích thước cả cái đường viền này nó khoảng gần 6 cm, màng giấy mới nhôm. Rồi em sẽ tiến hành test luôn. Đó, đánh trực tiếp từ âm ly, chưa qua tụ cản. Ok, cả hai chiếc vẫn còn hát tốt. Cặp này có giá bán là 150 ngàn các bác nhé, giá chưa bao gồm phí ship. Cặp số 2 đó là cặp loa check dom của hãng Onkyo, mũi lụa, loa từ kép. Thông số phía sau của loa Onkyo, công suất là 25W, công suất max có thể lên đến 70W, chịu kháng là 5,5 ohm, tương đương với 6 ohm các bác nhé. Sản xuất tại Malaysia, loa mới tháo ở thùng ra, còn rất là mới luôn. Ở bên sau loa thì mỗi chiếc em đã gắn một con tụ 100V và 4,7 mi. Hiện tại thì ở nhà chỉ còn tụ này thôi. Đó, đánh cũng khá là hay. Ok, cả hai chiếc còn hát tốt các bác nhé. Loa mới tháo thùng ra còn nguyên zin tuyệt đối. Cặp này có giá bán là 350 ngàn. Đó, tặng các bác một cặp tụ 350 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Tiếp đến là cặp số 3, cũng là cặp loa check dom của hãng Onkyo. Cặp này hình tròn, có đường kính là gần 10 cm. Đó, mặt trước của loa còn rất đẹp, mũi loa tròn. Thông số phía sau của loa Onkyo, công suất là 25W, trở kháng vẫn là 5,5 ohm, sản xuất tại Malaysia, hàng bãi, tháo thùng ra còn rất mới, nguyên zin. Cái này em đã gắn sẵn một con tụ 100V và 3,3 mi nữa. Tất cả các loa thì em đã test kỹ rồi, đây em test qua để cho các bác có thể nghe trực tiếp. Đó, cả hai chiếc vẫn còn hát tốt, loa Onkyo hàng chính hãng,
chất âm khá là hay trong tầm giá. Cặp này có giá bán là 350 ngàn các bác nhé. Tặng các bác một cặp tủ. Đó. Giá chưa bao gồm phí ship. Và cặp số 4. Cặp này là cặp loa bát của JVC. Kích thước là chiều ngang là 10 gần 13. Gọi là bát 13 các bác nhé, màng giấy gần vải xếp. Đó, gần vải xếp còn rất là tốt, mềm mại nhá, dẻo dai. Nó là loa bát nên là cái màng nó hơi khá là sâu. Đây là phía sau của loa từ sắt lớn, kích thước nó khoảng 9 cm các bác nhé. JVC sản xuất tại Taiwan. Chiều kháng loa là 6 ohm. Loa này được tháo ra từ loa dàn. Đó, khá là nặng. Loa này các bác phải lên thùng thì tiếng bát đập nó mới hay nhá. Đó, bát đập vẫn rất là êm. Cặp này có giá bán là 350 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Cặp loa khá là gấu luôn. Cái này có vết bẩn là bám vào nha. Không sao vấn đề gì nha. Cặp số 5 đó là cặp loa chung tháo từ dàn đại của hãng Kenwood. Loa màng giấy rốn vải gần vải. Kích thước từ vị trí bát ốc nó là 12 cm. Đó, cả hai chiếc màng còn rất đẹp. Loa từ kép. Rồi, còn zin hết các bác nhé. Đó này nó sẽ thiên về lời các bác nhé, nghe lời khá khá là ấm. Nó là dòng loa dàn đại của Nhật Bản, hãng Kenwood. Cặp này có giá bán là 500. Đó, dòng loa trung cỡ lớn. Đây là cái e căng của nó, vẫn còn đầy đủ hai cái e căng lưới sắt. 500 giá chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Cặp số 6 đó là cặp loa chung của hãng Sansui. Đây là mặt trước của loa viền sáng và có lưới kim loại ở phía trước. Loa này còn zin nhé, chưa tháo ốc ra. Chiều ngang của loa là nó khoảng 15 nhé. Chiều chiều này nó gần 13. Đó. Chéo là 15 và chiều này là gần 13 nhé. Đó, cả hai chiếc lưới e căng kim loại còn tròn, không có bị móp.
Đây là thông số phía sau của loa. Sansui Japan T228. Loa này các bác có thể làm loa check hoặc loa chung cũng được. Gắn tụ cản vào. Từ loa khá lớn. Đó, cả hai chiếc còn hát tốt, chất âm hay. Cặp loa chung check cỡ lớn của hãng Sansui rất chất, có giá bán là 500 các bác nhé, giá chưa bao gồm phí ship. Và cặp số 7 đó là cặp loa check màu vàng, có model là BH6. Kèn này là kèn gang các bác nhé, không phải là nhựa. Đầu nhọn. Model là BH6, loa check 8 ohm, công suất là 50W. Có chân. Các bác có thể để trên nóc của loa. Đó, từ khá lớn và nặng. Loa thì em đã gắn một con tụ 100V và 2,2mm cho các bác. Tụ tuy là khác màu nhưng mà cùng thông số nhé, 100W và 2,2mm, đánh cũng như nhau thôi. Đó. Và cặp loa BH6 kèn ga gang có giá bán là 400 ngàn các bác nhé. Tặng các bác một cặp tụ 400 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. Số 8 là 3 chiếc loa của Sony. Trong đó có một chiếc loa center và hai chiếc loa surround ở hai bên. Loa này có kích thước là 8 cm, bass 8 cm. Loa thùng nhựa rất là chắc chắn phía sau của loa. Loa có model là RS280, chiều kháng của loa là 8 ohm. Dòng này là đi theo bộ dàn 5 thớt, dàn đại rất là to của hãng Sony. Dàn đại công suất lớn. Đây là chiếc loa surround khá nặng các bác nhé, 2 bát, chắc là từ nó cũng phải từ kép nên em chưa mở ra nhé, cầm khá nặng tay. Thông số phía sau của loa là SSCT 280, chiều kháng cũng là 8 ohm, hàng chính hãng của Sony. Thank you.
chiếc loa surround và center của Sony còn zin và hát tốt, có giá bán là 700.000 các bác nhé, giá chưa bao gồm phí ship. Tiếp đến là cặp loa số 9 của hãng Sansui. Cặp này có kích thước cả viền đó là 21 cm, mắt 21, màng giấy xếp khá là nhẵn. Đó, gân còn dẻo dai, mềm mại. Đây là phía sau của loa. Cả hai chiếc mặt vẫn còn đẹp các bác nhé. Rốn loa là rốn vải, màng giấy xếp khá là dày dặn và nhẵn. Gân loa tuy là hơi cũ nhưng mà vẫn còn rất tốt, mềm mại như là gân vải và dài các bác nhé. Từ loa có kích thước đó, gần 10 cm. Thông số phía sau của loa thì nó hơi mờ rồi, có chữ Japan này đó, hàng sản xuất tại Nhật Bản nhé. Dòng này côn rất là lớn, cầm nặng tay. Loa tháo thùng ra còn nguyên zin. Cái gân này thì đã quyết lại keo nhé, đó, để cho nó chắc. Gân còn rất là tốt. Loa Sansui này tháo ở thùng loa có model là SE500. Công suất của loa lên đến 150W. Chiều kháng của loa là 6 ohm. Độ nhạy là 90. Đó. Công suất khá là khủng luôn. Bát đánh rất êm. Loa vẫn còn có vành rất là đẹp. Các bác về lên thùng bắt vành vào nhìn nó đẹp hơn rất nhiều nhá. Cặp này có giá bán là 1.000.000 các bác nhé, bao zin côn cho các bác yên tâm. 1.000.000 giá chưa bao gồm phí ship. Và cặp cuối cùng đó là cặp số 10 bát 25 của hãng Kenwood. Loa màng carbon, rốn carbon cứng, gân mềm mại nhé, còn dẻo dai rất tốt. Đó, các bác cọ tay vào mà nó còn dai như vậy chứng tỏ là gân còn tốt nhé. Loa tháo thùng dàn đại của hãng Kenwood. Kích thước của loa chuẩn 25 cm. Đây là chiếc thứ hai, cả hai chiếc còn zin, màng loa còn đẹp hết, không có bị một vết nào cả. Loa từ kép Kenwood, loa này sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Tuy là nó hơi mờ thôi nhưng mà nó là dòng loa chính hãng của Kenwood, dàn đại của Kenwood ra nhé. Bên này thì cái dây côn như là đã thay cái dây côn khác nhé. Đó. Thay dây cái côn nó lâu ngày nó bị kém đó, thay cái dây này thôi. Còn đầu côn thì nhện loa vẫn còn nguyên zin mọi thứ. Nên là chất lượng của nó không ảnh hưởng các bác nhé. Bên này thì vẫn còn zin này. Đó.
cả hai chiếc hát như một các bác nhé. Đó, đây là cái vành của loa. Vâng, cặp loa bát 25 của dàn đại Kenwood có giá bán là 1 triệu mốt các bác nhé. Nếu loa này đi theo cả thùng thì nó có giá khoảng trên 3 triệu. Đó, triệu mốt cặp loa bát 25, giá chưa bao gồm phí ship. Vâng, bác nào thấy được cặp nào thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935668698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Các bác lưu ý là bên em ship hàng khi có cọc các bác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.